Dạ vâng, Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu xe Innova trắng ngọc trinh, đẹp như hoa hậu đấy ạ. Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi, xe gia đình thông dụng, chạy rất là bền bỉ luôn. Đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào khám phá chi tiết về cái mẫu xe Innova này các bạn nhé. Vâng, một chiếc Innova được sản xuất vào cuối năm 2017 này. Model của 2018, số sàn. Động cơ của xe là 2.0 bản E, màu trắng ngọc trinh, gầm cao 7 chỗ ngồi đã. Xe tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Đó. Bởi vì sao em lại nói là model của 2018? Bởi vì chiếc xe cũng đã được trang bị chống trơn, chống trượt điện tử anh em nhé. Innova lên 2018 thì mới được trang bị chống trơn, chống trượt điện tử. Nhưng mà chiếc này thì cũng đã được trang bị chống trơn, chống trượt điện tử rồi. Chiếc này sản xuất vào cuối năm 2017, model của 2018. Đó. Và bên em đang chào bán với giá là 495 triệu vẫn còn thương lượng các bác nhá. 495 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang có thiện chí, đang quan tâm về cái dòng xe này. Các bác hãy nhá, nhấc máy lên, alo ngay cho em Dũng qua số điện thoại 0855 966 966 để nhận được tư vấn này, nhận được báo giá ưu đãi nhất. Hoặc là các bác có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận, đánh giá về chất lượng của xe đấy ạ. Đó. Em đang đi dạo qua một vòng để cho các bác có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe các bác nhá. Một chiếc Innova đẹp như hoa hậu luôn. Đó. Đẹp như hoa hậu luôn ạ. Màu trắng ngọc trinh nguyên bản theo xe. Còn cực kỳ là bóng bẩy này. Và chiếc này thì bên em bao zin luôn các bác nhá, bao zin luôn. Máy zin, số zin, cột kèo, keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi, được chưa ạ? Đó, form dáng của xe đây. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay chi tiết phần ngoại thất của chiếc xe, rồi sau đó em sẽ quay vào trong cái phần nội thất này, rồi đến gầm bệ của xe và khoang động cơ các bác nhá. Đầu tiên là phần đầu xe đây ạ. Vâng, phần đầu xe thì logo cũng được mã ốp chrome này. Lên form mới rồi các bác nhá. Lên form mới rồi thì nhìn chiếc xe nó khỏe khoắn hơn này, đẹp hơn này. Đó, nhìn nó cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đèn của xe. Vâng, đèn của xe thì vẫn là đèn halogen. Đó, vẫn là đèn halogen này. Có trang bị đèn gầm. Và cái cặp đèn pha của xe thì còn cực kỳ là trong sáng như mới luôn, không có hiện tượng mờ vẩn đục các bác nhá. Những cái phần khớp lối thì vẫn còn khít đấy ạ. Vâng, đây, những phần khớp lối thì vẫn còn khít đấy ạ. Sang cái cụm đèn pha bên này. Và cụm đèn pha bên này thì còn rất là mới luôn. Đó, trong sáng như mới luôn, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố này. Đây ạ, được chưa ạ? Những cái phần khớp lối thì vẫn còn khít đây các bác nhá. Chứng tỏ là xe không có hiện tượng va quẹt cái phần cản trước. La răng của xe là la răng đúc dạng đa chấu, còn rất là đẹp. Đó, còn rất là đẹp luôn. Cua lốp bên trong đây ạ. Cua lốp bên trong thì khá là sạch sẽ này, không có hiện tượng han gì mục mọt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần thân xe. Vâng, sang phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc dạng đa chấu các bác nhá. 4 la răng đúc dạng đa chấu này. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét đấy ạ. Vâng, đây, xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét này. Tay lắm cửa cũng được bọc mã ốp chrome. Đó, ok chưa ạ? Tay lắm cửa được bọc mã ốp chrome các bác nhá, giúp các bác bảo vệ được cái phần sơn zin ở bên trong này. La răng của xe đây. Vâng, la răng của xe rất là đẹp luôn ạ. Cua lốp thì không có hiện tượng han gì mục mọt này. Và đây là phần la răng bánh đằng sau. Vâng, đây ạ, phần la răng bánh đằng sau đây ạ. Đó. Được chưa ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ ra phần đuôi xe. Vâng, ra phần đuôi xe thì xe đã được trang bị hai mắt cảm biến lùi. Cũng khá là an toàn, tiện lợi cho các bác khi mà chúng ta lùi xe. Hình như là xe cũng có cam lùi các bác nhá. Đây, cam lùi đây. Đó, cam lùi đây ạ. Cặp đèn hậu của xe còn rất là đẹp luôn. Vâng, cặp đèn hậu của xe cũng còn trong sáng như mới này. Không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Những cái phần khớp lối thì vẫn còn khít đây các bác nhá. Những phần khớp lối vẫn còn khít này, là răng của xe đấy ạ. Được chưa ạ? Sang cụm đèn hậu bên này. Vâng, cụm đèn hậu bên này thì cũng còn rất là đẹp này. Đó, còn rất là đẹp luôn. Và đây là phần khớp lối các bác nhá. Đằng sau xe thì cũng được trang bị gạt mưa này. Và tiện đây,
tiện đây em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho các bác vào xem và tham khảo. Vâng đã, phần gầm bệ của xe này. Đó, gầm bệ của xe thì vẫn còn khá là đẹp, không có hiện tượng han gỉ mục mọt các bác nhá. Đây, không có hiện tượng han gỉ mục mọt này. Lốt xô cua thì được trang bị dưới gầm xe đấy ạ. Đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong phần nội thất của xe. Một chiếc xe em sẽ quay trong tầm khoảng 14 đến 15 phút, quay kỹ càng cẩn thận cho các bác vào xem như là các bác đang xem trực tiếp các bác nhá. Đó, quay rất là kỹ luôn. Đây ạ, nội thất bên trong của xe đấy ạ. Có gương kính chỉnh điện này. Vâng, có gương kính chỉnh điện. Bàn phím tích hợp vô lăng. Có ra lệnh giọng nói các bác nhá. Có đàm thoại rảnh tay này. Đó. Tắp lô tắp ly là một màu, là màu đen đấy ạ. Tiến vào bên trong. Vâng, tiến vào bên trong xe được trang bị đầu đài nguyên bản theo xe các bác nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe này. Đó, những cái lúm vặn điều hòa thì cũng còn khá là đẹp này. Đây, model 2018 đấy ạ. Có chống trơn chống trượt điện tử các bác nhá. Có chống trơn chống trượt điện tử này. Có chế độ Power Mode là tăng tốc mạnh mẽ. Có chế độ Eco là tiết kiệm nhiên liệu. Được chưa ạ? Hộp số sàn 5 cấp, động cơ 2.0 bản E. Ghế là ghế da màu lâu cà phê đấy ạ. Đó, màu lâu cà phê các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Trần là trần lỉ nguyên bản theo xe đã được bọc nhựa rồi. Và cũng có cửa gió điều hòa cho hai hàng ghế đằng sau. Ngoài ra thì xe được trang bị hai túi khí an toàn. Đó là một túi khí ở vô lăng và một túi khí ở bên ghế phụ ghẹ. Đây ạ, cam hành trình và cam lùi các bác nhá. Cam hành trình và cam lùi tích hợp gương chống chói ở đây. Lắp cái này cũng tầm khoảng 3-4 triệu rồi. Đó. Vâng, nội thất bên trong của xe các bác nhá. Nội thất bên trong của xe này. Xe còn rất là mới luôn, đẹp như hoa hậu. Và bên em đang chào bán với giá là 495 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang quan tâm thiện chí về cái dòng xe này. Hãy nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966 các bác nhá. Em sẽ tư vấn này. Sẽ báo giá ưu đãi nhất cho các bác ạ. Còn bây giờ em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe. Như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lóc capo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Đầu tiên là phần keo chỉ cánh cửa bên trên, phía bên lái đấy ạ. Đây các bác nhá, keo chỉ đó, thẳng tắp nguyên zin luôn. Còn rất là đẹp này. Còn đây là phần ốc tai. Phần bản lề trên, bản lề dưới đấy ạ. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Đây các bác nhá, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau này. Trên dưới tất cả là còn nguyên zin. Và cái bệ lên xuống thì cũng được dán mạ ốp chrome rồi. Rất là sạch sẽ. Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, đây ạ, keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ. Keo chỉ rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp, nguyên zin luôn. Còn đây là phần ốc tai. Vâng, phần ốc tai này. Phần bản lề trên, bản lề dưới đây ạ. Tiến là phần cốt xe. Đó, tiến ra phần cốp xe thì đầu tiên cũng là phần ốc đai đấy ạ. Hai bên các bác nhá, vẫn còn nguyên zin này. Keo chỉ đây ạ. Đó, keo chỉ đây ạ. Vâng, đây, keo chỉ đây. Khoang cốp xe. Vâng, khoang cốp xe thì khi mà anh chị em dựng cái hàng ghế lê thứ ba lên này để chở đủ 7-8 người thì cái khoang cốp xe cũng không được rộng rãi cho lắm. Anh chị em cũng có thể để được một chút đồ thôi. Còn khi mà anh chị em dựng cái hàng ghế thứ ba lên thì khoang cốp xe cực kỳ là rộng rãi luôn. Anh chị em cũng có thể để đồ thoải mái. Ở bên hông đây. Đó, ở bên hông đây là một cái hốc đựng cái bộ dụng cụ cứu hộ của xe các bác nhé. Bộ vặn kích này và bộ kích ạ. Đó. Thiết kế cực kỳ là gọn gàng luôn. Được chưa ạ? Lốp xô cua thì được trang bị dưới gầm xe rồi. Đằng sau xe thì cũng đã được trang bị hai mắt cảm biến lùi. Còn đây là phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là keo chỉ cánh cửa bên trên các bác nhá. Đây ạ, keo chỉ cánh cửa bên trên đây ạ.
Đó, đây là phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới đấy ạ. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Đó, em sẽ quay thật là kỹ càng, cẩn thận cho các bác xem, như là các bác đang xem trực tiếp các bác nhá. Được chưa ạ? Ra cánh cửa đằng sau này. Vâng, đây, keo chỉ đây. Còn đây là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới đấy ạ. Được chưa ạ? Và vừa rồi thì em đã quay cho các bác xem tổng thể cái khoang nội thất bên trong của xe này, phần ốc tai, phần ốc bắt bản lề của bốn cánh cửa và phần keo chỉ rồi. Đó, vẫn còn tất cả là vẫn còn nguyên zin luôn. Cho nên là các bác cũng đã yên tâm được tầm khoảng 5 đến 60% rồi. Và cái phần cuối cùng đây. Cái phần cuối cùng là cái phần quan trọng nhất này, là cái khoang động cơ của chiếc xe. Bây giờ em sẽ đi vào quay tổng thể khoang động cơ cũng như là phần keo chỉ của lắp capo, để cho anh em có thể tham khảo yên tâm tuyệt đối 100% về cái độ zin của chiếc xe các bác nhé. Vâng, đây tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe đã. Thì xe bên em cũng mới nhập về, cho nên là cái khoang động cơ em vẫn để mộc như này các bác nhá. Để mộc như này để các bác có thể xem chân thật nhất. Các bác mua xe em cần bên em rửa sạch sẽ, bên em sẽ rửa sạch sẽ cho các bác luôn, được không ạ? Thì đây là phần ốc tai, phần ốc đó, cái phần ốc đai đấy ạ. Nguyên zin các bác nhá. Đây, nguyên zin này. Đó, phần keo chỉ đấy ạ. Vâng, đây, phần keo chỉ đây. Đó, phần ốc đai này. Phần sắt răng các bác nhá, phần sắt răng này. Đó, phần sắt răng đó ạ. Động cơ của chiếc xe. Vâng, động cơ của chiếc xe thì như các bác có thể nhìn thấy đây, vẫn còn khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ các bác nhá. Chỉ là bụi bẩn thôi. Bụi bẩn thì cái này chúng ta sẽ rửa được. Đó, quan trọng là động cơ nó còn, máy số còn zin này, động cơ khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà là được rồi. Đó, được chưa ạ? Các bác cũng có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của xe các bác nhá. Em quay như này thì cũng rất là kỹ rồi, cẩn thận rồi. Không khác gì là các bác đang xem trực tiếp luôn. Đó, được chưa ạ? Chiếc này máy số zin các bác nhá, máy số zin. Còn đây là cái tấm lỉ chống ồn chống nóng. Vâng, cái tấm lỉ chống ồn chống nóng thì vẫn còn nguyên vẹn đấy ạ. Cũng hơi bụi bẩn một chút thôi, thì cái này chúng ta có thể vệ sinh được các bác nhá. Có thể vệ sinh được, cho nên là không quan trọng lắm. Được chưa ạ? Chỉ cần là cái chất của xe nó đẹp là được rồi. Xe đẹp em bán cả đất luôn. Đó, xe đẹp bán cả đất các bác nhá. Vâng ạ, thì vừa rồi em đã quay tổng thành form dáng nội ngoại thất, keo chỉ, khoang động cơ và gầm bệ của chiếc Innova đời 2017, model 2018 cho các bác vào xem và tham khảo. Các bác đang quan tâm về cái dòng xe này, hãy liên hệ ngay cho em Dũng qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn cho các bác ạ. Hoặc là các bác có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, để xem xe này, test xe, chạy thử xe, trải nghiệm đánh giá về chất lượng của xe. Ok chưa ạ? Và các bác đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em xin một nút đăng ký kênh, để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những buổi live stream báo giá, trò chuyện, tư vấn trực tiếp, thì các bác có thể nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.